Rồi, hello các bạn, xin chào bạn, hẹn gặp lại cũng như là chúng đã hứa ha, thì chúng sẽ làm tiếp một lô thứ hai là bữa hôm lô trước chúng làm tới cây 0112 ha, đây, coi là còn được gọi là 012, cây này chúng sẽ làm cây 013 cũng là giảo Thủ Đức như lô trước luôn, cũng là giảo Thủ Đức 12 cánh, cũng là giá 600k, chưa có tiền ship bạn ha. Tại chung nói chung là bao ship thì chúng là nâng lên cái 700-800 chung bao ship thì anh em thì chung vẫn có lời tốt đó, nhưng mà điều các bạn mình người anh em người xa người gần không nó sẽ không bằng cho ha, thì chung sẽ làm giao lưu với anh em là chưa có tiền ship cho nó gọi là cái sự công bằng ha, công bằng cho anh em ở xa gần. Rồi cây này là cây số 013 ha, cũng là giá 600k, chưa có tiền ship, để chung đo thông số luôn. Cây này thì cái một bộ đế không, bộ đế mình nhìn thấy bộ cũng nhỏ hơn nhiều, điều nó có cái độ quái của nó rất ok ha. Chung để bữa nay chung để cái điện thoại xa cái mai ra cho các bạn thấy hết dàn tàn dàn đầu luôn, bỏ ghép trên thì gần bằng tay cái chung ha, để so với tay cái chung thì nó ngang ngửa rồi, mà nói thì nó không linh mà đo mới chắc cú ha. Bộ ghép trên là 7 phân ha, còn cái dòng 2 của em đó thì hơn 11 ạ. Cái này cũng hơn cái nhỏ thì nó chỉ có cho nó 11 nữa ha. Đây nhỏ là chỉ 11 thôi ha. Rồi chiều cao của em nó thì 62 bạn ha, chiều cao 62. Đó. Thì cây này em nói chung cái bông rồi thì cây này các bạn chơi Tết năm nay là ok, năm 2020 là chắc cú là ok rồi ha. Tại bạn cho thấy bút nụ rất tròn, rất thành nụ hết, bạn đã tròn như hộp gạo hết rồi, là nó sẽ rất vừa tết. Đây. Của em đó. Mai mà có lá cao su nữa. Đó, bộ ghép thì bạn thấy nè, bộ ghép này đang kéo rất đỏ ha, hoàn toàn không có lỗ nha. Đấy, chung quên quay cái bộ ghép bạn xem. Đây cái bộ ghép đây. Chúng cầm thỏi chúng còn quay lên đó bạn, đó thấy không? Rồi cây thứ nhất ha. Rồi tới cây thứ hai là cây 014 ha. 014 thì cái bộ đế này nó hơi quái đây. Đó. Hơi nhìn nó dần quái ha. Tàn thì nhiều, cây này hơi cao bạn. Nó hơi quái chút ha. Đó, hai cái rễ nè. Rồi chúng sẽ đo thông số của em đó ha. Bộ ghép thì đang kéo rất đỏ bạn, kéo đã được 60% mà còn 70% luôn à, còn bằng ngón tay chung nó là nó bít luôn ha. Nó bít này là ok. Còn cái ở trên thì nó bự ha, ở trên chung đo ở trên cho bạn xem. Rồi dòng 1 của dòng 1 của em này là 7 phân ha. 7 phân là chung đo chỗ nhỏ nha, chung đo chỗ bự, chỗ phù nha, chỗ phù là mình đo chỗ phù kêu con gian ha. Dòng 1 ha, còn dòng 2 của em này thì 11 năm ha. Dòng 3 của em này coi. Dòng 3 của em này thì 16 ha. Còn em này có cái chiều cao gọi là cái hơi cao, em này đi làm người mẫu được bạn. Em này chiều cao nó tới em tới 70 lần. Đó, chiều cao em này 70 lần. Cao 70 là làm người mẫu được rồi, ha. Đó. Thấy hai cái rễ này nó cặp nha, nó cặp hai rễ nhỏ cặp theo cái rễ lớn. Nó cái độ dặn của nó rất ấn tượng ha. Rồi chúng tôi quay về cả. Chúng coi lại điện thoại nó thấy hết trên tàn không nè. Rồi, ok tạm như vậy, tạm thời vậy là cũng đã thấy hết trên tàn mà, tại cây này hơi cao ha. Cây này thì nếu mình đo ở đây là giờ mình đo ăn gian mà ha, đo ăn gian chiều rộng nó là khoảng, nếu không tính lá là khoảng 65 ha. 65 là mình không có tính lá đó. Rồi còn vàng chiều hẹp của em nó thì tính từ đọt các bạn, tính từ đọt thì cũng là 54 ha. Đó, nói chung cái cây cũng tương đối tròn mà. Rồi mình đo thêm chiều nữa, chiều cái nhánh nhỏ nhánh lớn ha. Bên đây nhánh chiều, bên đây nhánh chiều lại. Thì đo thêm một chiều nữa là cũng là 54 ha. Đó. Rồi chung bỏ cho cái thứ hai xuống ha. Cái thứ hai là cây mã số 1014 ha, cũng là mãi giao mai giảo Thủ Đức 12 cánh vậy bạn. Rồi tới cây thứ ba thì một em K
cây này trùng hậu chưa có rảnh trong trà rong nữa. Mấy cái này thì bạn gì mà lấy con chải con trà ra nha, trà ra cho sạch sẽ đẹp, trà ra nhìn nó dễ coi, còn không trà ra nhìn nó rong này thì nó không có ảnh hưởng gì bạn, không có vấn đề thôi. Mình thay bu nhiều quá mình thấy cây nó xấu thôi, nên mình trà ra thì những cây nó đẹp, nó sáng sủa cây. Còn mình không trà những cây nó thấy nó xấu 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 xấu. Có người họ lấy cái bàn chải sắt bằng chải sắt mềm 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 á, họ trà ra thì nó cũng sạch sẽ ha. Đây, nói chung là mình trà ra thì thời gian mà một băng trà xong bạn phải xịt thuốc sơ bạn, xịt cái thuốc nó có cái loại thuốc chống rong á, này chung không đánh chung xịt cái thuốc nó vô là nó khô rong hết à. Mà mai mùa mưa nhiều thì tất nhiên phải có rong rồi bạn, nên các bạn không cần phải ngại vụ rong nữa ha. Vườn mai của anh Châu chung thấy trên mạng có nhiều anh em để mai rong rất nhiều, nhìn cái mai rất tội như cây này ha, rong rất nhiều luôn. Mình chủ cực mình trà ra cho nhìn nó sạch sẽ cái mai, nhìn nó có thẩm mỹ bạn. Còn mình không trà nhìn cái mai nó cây này thì đẹp, rất đẹp bạn, gốc mà thấy gốc hình quẹo quá ha, phải giò quẹo rất đẹp luôn, đều rong nhiều quá thấy nó trà này nó chịu cực lấy mình chải và trà ra bạn, trà ra nên nó sẽ đẹp lắm đó. Không chạy sơ cái sáng sủa cây mai ha. Cái bo ghép thì đã liền được 4% ha, còn xe liền được cho 50, còn 50 là còn bằng ngón tay chúng nó là hết ha, hoàn toàn không có lỗ ha. Hai cái giò trước bạn, hai giò trước ha, giờ hai giò sau ha. Nhìn cái giò này vừa quẹo dưới đây đó, nhìn giò này đỡ dưới bụng nhìn thấy cũng rất lạ bạn, rất lạ ha. Rồi cây này chung, cây này là cây mã số 015 ha, chung cũng giao lưu với 600k, cũng là giáo Thủ Đức để chung đo về hoành. Cây này thì hoành 12 ha mà ha. Rồi ở trên đây thì 6 phân đó, còn dòng 3 của nó em đây, dòng 13 này khó đo, dòng 3 nó thôi chung đo dòng rãi ha, dòng rãi dòng 13 khó đo, dòng rãi nó thì 33 mà ha, thì đó là đo hết cái dòng này. Còn chiều cao của em nó là 62 ha. Có nhiều lúc chung đo vô chung lấy ra liền á, như các bạn yên tâm ha, chung dám hứa các bạn là chung đo bao nhiêu là các bạn gì bạn đo y chang như vậy, không bao giờ có lê xê lệch miếng nào hết. Chẳng hạn như cái này ha, cái nào thiếu là thiếu nào dư chung nó dư. Ví dụ cái này là chung nô cái hoành nó là 12 là bạn gì bạn đo là đúng 12 ha, chứ tại chung đo vô chung lấy liền á, để nếu mình đo mình để đưa cho mình coi cái thước nó sao nhìn thấy cũng không thấy rõ mà, nên chung đo bao nhiêu là các bạn cứ yên tâm là bao nhiêu ha, chắc cứ bao nhiêu ha. Bỏ mấy cái rong trà đúng không trời, tại giờ trà của em nữa ha. Chúng coi là hết cái thấy chân tàn quá. Rồi ok, giờ là thấy hết chân tàn mà ha. Rồi tới cây thứ tư ha. Cây thứ tư thì một cây em lùng lực gốc chặt bá luôn. Cây này thì gốc bự mà. Đó, một em lùng lực gốc bự. Bo ghép thì hoàn toàn không có lỗ ha. Còn cái bo ghép trên này bạn, bo ghép trên thì bằng bự hơn tay cái chung ha. Mình thôi mình đo cho chắc cú đi bạn, mình nó nói anh em không có phân biệt được ha. Cái tàn nó rất lùng, cái lùng lực bạn ha. Bo ghép trên thì 8 phân ha, còn dòng 2 của em này thì gần 19 đấy bạn, này bạn gần 19 ha, dòng 2 của em này gần 19, một tay chúng bóp qua vô không hết đấy bạn, một tay bóp không hết luôn nha. Hơi đôi giờ đó là hơn 19 mà chơi ghê. Còn dòng 3 của em đó ha, đây dòng 3 của em nó là 29 năm ha, gần 30 ha. Đây dòng 3 của em ha, một cây rất ok luôn, không có lỗi bạn, không hoàn toàn không có lỗi ha. Cái này bự nữa ha, cái này thì thích hợp cho anh em về nuôi dưỡng rồi thời gian sau này nó sẽ có giá trị thành cái mai tiền triệu à, chứ không phải là mai giá mà 600k như cây kiểu trung ha. Nên nói chung là chúng nhập mai là chúng cứ đem lên hết, bao nhiêu có cây là chúng đem lên cho hết luôn các bạn, anh em mình lựa được cây nào lựa ha. Đó thấy dừng gốc rất ấn tượng ha, rất bự nè ha. Cái này y như là một người ngồi trên, người xây dưới, chui dưới đó, dưới cổng ha, hai mục đích đây chui đang cổng hay nhìn cái mặt sau này mà mặt tiền rất đẹp ha. Cây này thì có chiều cao 57 mà ha, chiều cao 57. Đây dòng tàn của nó ha. Rồi cũng là giá 600k luôn bạn, góc bự rồi cũng dẫn 600 ha. Đó, anh em nào muốn sở hữu với góc bự này thì anh em sở hữu nè. Dần là tàn lùng lực ha.
Bo ghép thì cũng bự luôn, đây cũng đang kéo rất đỏ luôn, hoàn toàn không có lỗi hết nha. Rồi tới cây thứ năm. Cây thứ năm là một em ba chân. Đó, một em này ba chân đây, hai cái giò có cái gậy trống ha. Hai giò cái gậy trống. Bo ghép thì đã liền được cỡ 50% rồi ha. Sao cái này bên đây nó còn sụp xịt với ta. Rồi chung đôi dòng 1 dòng 2 dòng 3 của em đó ha. Cái này dòng 1 của em đó là nó có 6 phân mà, dòng 1 là 6 phân ha. Dòng 2 của em đó. Dòng 2 em đó là 11 ha. Còn dòng 3 của em đó, dòng 3 em đó đo về đo gian mẹ rồi. Dòng 3 em đó luôn rải là cỡ 41 ha. Đó, đo về 41 ha. Là dòng 3 của em đó. Rồi dòng chiều cao của em đó luôn. Em này có chiều cao 64 ha. Em này có chiều cao 64. Đó, một em chân dài. Chiều cao 64. Đây dàn tàn mà. Dàn em đó. Dàn tàn đều tròn hết mà. Vì giờ hồi đã chỉnh sơ hết rồi. Nói chung là đợt mai này họ chỉnh để họ bán Tết á. Nên họ đã sửa tàn cho tròn tròn sơ hết này là lên bán Tết thôi. À, hồi xưa thì anh em thích chơi mai uống qua uống lại uống lượng uống tán lui. Nhưng mà đều từ hồi năm ngoái đến năm nay là chúng thấy đa số anh em chơi mai là nó đa số uống tròn tàn hình thông là anh em thích thôi. Còn cái mai mà lượng tán lượng nuôi lượng qua lượng lại nó sẽ dập trong cái thân mà. Nên nó dập trong cái thân khi nào bạn mua thấy nó đẹp vậy chứ bằng gì bạn chăm sóc nó rất khó ha. À, sau này bạn cắt lại là bạn lấy mấy cái mai mà uống lượng nhiều quá. Mình lấy mình bấm cái tàn nó ở trong cái thân nó màu đen nha, chứ không nó không phải như ông này màu trắng nha. Nó là nó màu đen rồi nha. Nó ngã đen là do nó uống dập đó. Nó ngã đen là chục cây như một. Cũng dám bao các bạn luôn. Cây nào muốn lượng bằng mới bằng cắt là qua cho Tết bằng chơi bằng cắt này ở trong cái ruột nó màu đen. Còn những cây mà mình uống sơ sơ như vậy là nó vẫn màu trắng bình thường ha, nó không có bắt sức. Rồi tới cây cuối cùng mà. Nên chung cũng hà cơ cho chung cũng không thích chơi mai mà uống tại cành nhiều, sữa tàn nhiều á. Đây cây cuối cùng thì bo ghép cũng ok ha. Rồi chung sẽ đo thông số của em nó luôn. Thông số của em nó ở trên này là 8 phân ha, ở trên 8 phân. Và dòng 2 của em nó là ok nó bự vậy ta. Dòng 2 nó là 13 ha ha. Dòng 2 của em nó 13. Rồi dòng 3 dòng mông của em đó ha. Dòng mông em nó là 24 ha. Dòng mông gì dòng này bạn, dòng mông này ha. Dòng mông là 24. Có một em cũng là rễ nôm ha. Rồi chúng bỏ xuống cái khoai tây. Đây bạn nhìn ta. Rồi, đây, cầm. Rồi, bây giờ tôi cầm hỏi quay lại từ gốc cho anh em xem. Rồi, đầu tiên là cây này bạn. Đầu tiên là cây 113 ha, giá 600k ha. Bộ đới đây bạn. Chung còn một cái cây bên đây hình thú giá 800 rồi. Đây. Hình thú giá 800, bo ghép đã liền 100% rồi. Còn ở trên đây thì rất bự, bự gấp bằng 2-3 con tay cái vô luôn. Dần tàn rất ok, cây này 800k ha. Đó, cây một cây hình thú ha. Đây, một cây hình thú ha. Rồi, cây thứ nhất ha. Đó, bạn thấy dần rải dặn rất đẹp ha. Rồi, bo ghép nè ha. Rồi, dần tàn của em luôn ha. Ở bên trên cây này thì bạn khỏi lo búp nụ bông được rất nhiều nè. Nó ít lá thôi chứ búp nụ bông rất nhiều bông mà. Rồi tới cây thứ hai thì một em gọi là em nằm dặn ha. Này nè, đang nằm dặn đây. Dặn cái rải của bạn. Bỏ ghép ha. Mẹ bỏ ghép. Tối các bạn. Chung sửa điện thoại sơ cho sáng sáng. Đây bỏ ghép ha. Đó giờ thấy rõ mà. Chung quay điện thoại thì nói chung cũng ráng cố gắng quay cho nó rõ, nó sáng cho anh em coi. Thì có cái chỗ nào chưa rõ thì anh em cứ comment ở dưới ha. Chung sẽ chụp hình lại cho anh em coi. Số điện thoại chung đang xài là cũng là số Zalo ha. 036 3833181 à. 036 3833181 là cũng là số Zalo và số Facebook của chung luôn nha. Số center của chung luôn. Nói chung là